Xin chào quý vị khán giả. Quang Tuấn xin chào quý vị khán giả. Xin chào quý khán giả, mình là Bimat. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Huỳnh Quý. Đi show. Sum họp gia đình. Sum họp gia đình. Vào dịp Tết thì sum họp gia đình. Sum họp gia đình. Sum họp gia đình. Thôi, năm nay rất là buồn, phải đi lì xì. Phải đi lì xì. Phải đi lì xì. Phải đi lì xì. Phải được lì xì. Vẫn là sẽ được lì xì. Ở nhà đón giao thừa bởi vì không thể nào ẵm con đi bắn pháo hoa được. Ở nhà đón giao thừa. 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 Ờ, năm nào ông dậy tướng ở nhà đón giao thừa với ba với mẹ. Bánh chưng. Bánh chưng. Bánh tét. Bánh chưng, bánh tét. Bánh chưng đó thì thấy là bánh chưng hơn bánh tét. Cà luộc. Thịt kho hột vịt. Cà luộc. Thịt kho hột vịt. Thịt kho hột vịt. Thịt kho hột vịt. Nước ngọt. Nước suối đâu. Nước ngọt. Nước suối. Nước ngọt. Yeah, nước ngọt. Không biết ăn rau. Củ kiệu. Ờ, cả hai. Không chọn cả hai luôn được không? Củ kiệu. Chả lụa. Chả lụa. Cả hai. Chả lụa. Chả lụa. Rất là thích ăn chả lụa. Lập xưởng nhà tôi bán mà 0933704455. Tết đến xuân về thì Bimat xin được chúc cho tất cả các quý khán giả sẽ có một năm thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, người già thì sẽ có thật nhiều sức khỏe, người trẻ thì sẽ thật nhiều may mắn cũng như là nhiều lộc để sang năm mình sẽ có một năm thật sự là đông đầy và sung túc, hạnh phúc. Chúc mọi người có một năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và lúc nào cũng tràn đầy sức sống, luôn luôn tươi cười. Happy New Year! Nhân dịp năm mới thì Thúy Diễm xin mến chúc quý vị khán giả có một mùa xuân, một cái năm mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc bên gia đình. Đặc biệt đó là bước chân ra cửa là gặp nhiều may mắn, bước chân ra cửa là gặp nhiều tiền tài. Và cả năm thì luôn sung túc nha. Happy New Year! Quang Tuấn nhân dịp năm mới xin gửi đến quý vị khán giả một năm mới thật là dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Nhưng mà đừng có quên ủng hộ cho phim sitcom Gia đình số 1 phần 2. Đó là bộ phim rất là tâm huyết của cả ekip. Hy vọng là tiếp nối thành công của Gia đình số 1 phần 1, phần 2 sẽ làm bùng nổ hơn nữa. Nhân dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019, Huỳnh Quý sẽ phát biểu chúc quý vị khán giả sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý và đặc biệt là luôn tràn đầy sức khỏe và niềm vui. Gia đình của Diệu Nhi là buôn bán xuyên Tết để cho quý vị khán giả có thể lúc thèm hay là lúc mà gấp gáp và bận bịu không có kịp mà mua quà Tết gửi đến cho bạn bè, đồng nghiệp và đối tác thì hãy gọi vào số điện thoại 0933704455 với những mặt hàng như là khô cá chỉ vàng đặc sản Phan Thiết nè, rồi lập xưởng nè, rồi trà bông nè, và Diệu Nhi hy vọng khán giả sẽ gọi vào số điện thoại đó cho mẹ Diệu Nhi đặt hàng Tết nha. Và điều đó cũng góp phần cho gia đình của Nhi có một cái Tết ấm no và hạnh phúc. Và Diệu Nhi xin chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Bộ phim Gia đình là số 1 phần 2 sẽ chính thức được phát sóng vào lúc 19:55 trên HTV7. Quý vị khán giả nhớ đón xem nha. Mong rằng quý khán giả sẽ cùng theo dõi và ủng hộ cho phim Gia đình và số 1 phần 2. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho phim nha.